Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Calo Sport, và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay thế dây đeo Quick Fit dành cho chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 955 nhé. Các bạn lưu ý rằng ở trên chiếc 955 chúng ta sẽ sử dụng dạng chốt dây, đó là chốt lò xo, cho nên chúng ta sẽ cần một vật dụng để có thể đẩy được chốt này thụt vào trong thì mới có thể tháo ra được. Và mình thường sẽ có hai cách. Thứ nhất đó là các bạn có thể sử dụng một con dao dọc giấy như này. Cách thứ hai đó là các bạn dùng một cây chuyên dụng để tháo chốt đồng hồ. Cây này thì mình mua khá là rẻ ở trên Shopee, chỉ khoảng vài ngàn đồng thôi. Link mua hàng thì mình sẽ để ở phần mô tả video cho các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ thử dùng cách thứ nhất, đó là dao dọc giấy. Thực ra dao dọc giấy thì mình không khuyến khích các bạn sử dụng lắm, tại vì nó khá là sắc và hơi nguy hiểm. Nhưng tuy nhiên nếu chúng ta không có cây chuyên dụng thì cũng có thể sử dụng dao dọc giấy là cũng được. Nhưng các bạn lưu ý là phải cẩn thận một chút nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng đó là sống con dao, chứ không sử dụng phần lưỡi này nhé. Phần lưỡi mà dí vào thì nó sẽ khá là nguy hiểm đó. Đầu tiên thì mình sẽ dùng phần sống của con dao này luồn vào khe. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cho phần chốt này thụt vào. Dùng cách này thì nó sẽ hơi khó một chút, tại vì dao dọc giấy không phải là một vật chuyên dụng để có thể tháo được chốt dây. Ok, như vậy là mình đã tháo được chốt thứ nhất. Sau đó các bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ lấy phần chốt này ra khỏi chiếc dây. Các bạn đẩy mạnh một chút, chốt này nó sẽ hơi rít một chút. Chúng ta sẽ kéo mạnh ra. Ok, như vậy là đã tháo được chiếc chốt đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ lắp lại chiếc chốt này vào phần quai đeo của đồng hồ nhé. Lắp vào thì khá là đơn giản thôi, không khó khăn như lúc tháo ra. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cây tháo chuyên dụng này với phần dây còn lại. Với cây tháo chuyên dụng này thì sẽ dễ dàng hơn khá là nhiều. Các bạn chỉ cần luồn vào khe và đẩy nó ra là được. Đó. Chưa được. Mình sẽ đẩy lại một lần nữa. Ok. Như vậy là mình đã tháo thành công. Tương tự thì chúng ta sẽ lấy cây chốt này ra. Sau đó các bạn cũng lắp lại chiếc đồng hồ để chúng ta có thể lắp được dây Quick Fit vào. Ok, bây giờ với bộ dây Quick Fit thì các bạn chỉ cần nhấn vào là được thôi. Đó, khá là đơn giản. Như vậy là chúng ta đã thay thế dây đeo Quick Fit thành công cho chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 955 rồi các bạn nhé. Với dây Quick Fit này thì chúng ta sẽ có khả năng tháo lắp nhanh. Các bạn chỉ cần gạt phần chốt ngoàm ở dưới này ra là được. Đó, và như vậy là chúng ta lại có thể thay thế một bộ dây khác màu vào. Rất nhanh và tiện lợi đúng không nào? Chúc các bạn thành công. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.